sinh Trường Y trong bộ đồ bảo hộ kèm theo dòng chữ Facebook Nguyễn Huệ chưa có người yêu. 4 năm ăn chay, Angela Phương Trinh giờ trang điểm hay mặt mộc đều đẹp. Tung clip kêu cảnh sát giao thông đập vỡ gương xe, 4 ngày sau tài xế tự đến trụ sở công an để nhận hai án phạt. Trưng trưng câu nói, có tội với tổ quốc để từ chối nhận tiền cước từ một bác sĩ. Người dân thành phố Hồ Chí Minh lúc này chỉ mong ngủ dậy y tế phường chưa tới để căng dây.